Chào các học sinh, trong cái bài học này thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải đề thi MITS vòng 1 lớp 5 năm 2019. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này để chúng ta so sánh đáp số cũng như là chúng ta học tập, ôn tập để chúng ta thi tốt vòng 2. Thầy có bài số 1 như sau: cho hai số lẻ mà giữa chúng có đúng 2019 số chẵn. Tìm hiệu của hai số đó rất dễ. Chúng ta thấy là ở đây có một số lẻ, sau đó là chẵn, sau đó là chẵn vân vân, chẵn và cuối cùng là lẻ. Chúng ta thấy giữa 2019 số chẵn liên tiếp này sẽ có 2018 khoảng cách, mỗi một khoảng là bằng 2. Từ lẻ đến chẵn chúng ta cộng với 1, từ lẻ đến chẵn chúng ta cộng với 1. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là 2019 nhân 2, đúng không ạ? Và chúng ta được 4038. Bài số 1 quá dễ, chúng ta làm xong rồi. Bây giờ chúng ta có bài số 2. Trong hình dưới đây có 8 ô vuông con. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ điểm A đến điểm C men theo các cạnh của ô vuông, sao cho mỗi đường đều không đi qua điểm B và có độ dài gấp 6 lần độ dài của ô vuông nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta thấy là 6 cái bước. Chúng ta gọi đây là cứ mỗi một cái này là một bước nhé. Thì thầy thấy là điểm C ở bên phải của A, 1, 2, 3, 4 bước. Điểm C ở bên trái, ở bên dưới của A, 2 bước. Như vậy trong 6 cái bước đó kiểu gì cũng có 4 bước đi ngang và 2 bước đi gì? Đi xuống. Thầy phân tích tiếp một cái dữ kiện nữa ở đây, đó là điểm B. Đề bài cho chúng ta là tất cả các con đường đều không được phép đi qua điểm gì? Điểm B. Không được phép đi qua điểm B, điều này có nghĩa là chúng ta xóa luôn điểm B đi. Đúng không? Thầy xóa luôn điểm B đi. Thì lúc đó chúng ta được cái hình như thế này. Các con đường mà liên quan đến B chúng ta cũng xóa. Và lúc đó chúng ta được cái hình này. Nhiệm vụ của chúng ta là đi từ A cho đến C. Chúng ta sẽ áp dụng cái cách, cái bài toán. Một cách một là chúng ta cứ viết này. Tại đấy này, đi này, 1 này. Đến đây vòng đây 2 này. Đến đây vòng xuống là 3 này. Đến đây vòng xuống đây sang đây là 4 này. Đến đây vòng sang đây xuống đây là 5 này. Đến đây xuống thẳng đây sang đây là 6. Hoặc là xuống thẳng đây rồi sang thẳng là 7. Nhớ cho thầy, 6 bước đấy nó vừa đúng bằng 4 bước đi ngang và 2 bước đi xuống. Nên không thể nào có một cái bước đi lên hoặc là bước đi quay sang trái được. Bây giờ chúng ta có thể dùng cái cách đánh dấu này. Đi từ đây đến đây chúng ta có một cách. Đi từ đây sang đây thì chỉ cần đến đây rồi chúng ta nối thêm. Như vậy đến đây cũng chỉ có một cách. Và từ đây đến đây cũng chỉ có gì? Một cách. Đúng không nào? Tiếp theo, từ trên này xuống chúng ta thấy đi từ đây đến đây thì theo những cái hướng, một trong hai hướng này, chúng ta thấy một ở đây nên xuống dưới này cũng là gì? Một. Và các bạn để ý đến chỗ này. Để đến đây chúng ta có thể xuất phát từ đây hoặc xuất phát từ đây. Đến đây có một bước nối thêm được một cách. Đến đây có một bước nối thêm cái này được một cách nữa. Như vậy chỗ này sẽ là hai cách. Và tương tự như vậy, thầy có chỗ này là 1 cộng 2 là 3. Thế đến đây thì sao? Đến đây chúng ta thấy này, đến đây có một cách. Đi sang đây cũng có, chỗ này xuống đây và chỗ này sang chúng ta phải có hai cách. Thầy có cộng hai cái này lại, thầy được 4 cách và cộng tiếp cái này xuống, thầy được 7. 4 cộng 3 là bằng mấy? 7 cách. Đáp án bài toán này là 7 cách. Nếu bạn nào học lớp 4, lớp 5 mà quen với cái dạng toán đếm đường đi như này thì đây là một bài toán hoàn toàn đơn giản. Nếu không thì chúng ta vẫn có thể liệt kê được. Bây giờ thầy có bài số 3. Bài số 3 là một bài toán hình học. Người ta cho chúng ta hình vuông ở đây là cạnh bằng 2 cm. Đây, tức là cái hình vuông này cạnh bằng 2 cm. Tính diện tích được phần tô đậm. Ở đây chúng ta hiểu cái phần tất cả cái này, phần trắng trắng này gọi là tô đậm. Nên chúng ta phân tích nhá. Hai cái vòng tròn, hai cái hình tròn cộng lại là được hai hình tròn. Sau đó chúng ta có thể trừ đi những cái phần mà nó trùng nhau là chúng ta tính được diện tích của hai cái hình, của cả cái hình này. Nhưng mà ngược lại chúng ta có thể làm một cách là thầy lấy cái diện tích hình vuông ABC này, ABCD này thì nó là 2 nhân 2. Sau đó thầy cộng với phần còn lại. Thì cái phần ngoài này nó là 3 phần 4 của một hình tròn. Phần này cũng là 3 phần 4 của một hình tròn. Vậy 3 phần 4 cộng 3 phần 4 hay chính là 1,5. 1,5 của hình tròn. Và diện tích hình tròn là 1,5 nhân 3,14 nhân với 2 nhân 2. Chúng ta có 1,5 nhân với 2 nhân 2 là bằng 6. 6 nhân với 3,4 chúng ta sẽ được là 18,84. Và kết quả chúng ta được là 22,84. Đúng chưa nào? Có
nhầm lẫn gì không? 6, 3, 18, 6, 14 là 84, đúng rồi. 4 ở đây nữa. Như vậy chúng ta sẽ thấy là diện tích của cái này là 22,84. Bài số 4. Bài số 4 đề bài như sau là gì đây? Bạn An viết liên tiếp các chữ cái MITS và thu được dãy các chữ cái sau. MITS, MITS, MITS 4 chữ một lần. An tô lần lượt các chữ từ trái qua phải trong dãy trên bởi các màu này: xanh, đỏ, tím, vàng, cam. Sau đó lại xanh, đỏ, tím, vàng, cam. Như vậy quy luật của chúng ta là 5 chữ cái, một thì lại lặp lại về màu. Hỏi tính từ trái qua phải chữ T đứng thứ 2019 trong dãy trên được tô màu gì? Bây giờ chúng ta phân tích chữ T đứng thứ 2019. Như vậy là chúng ta phải viết 2018 cái nhóm như vậy. Chúng ta lấy 2018 nhân 4. Và để viết chữ T thứ 2019 chúng ta phải viết thêm 3 số nữa. Và chúng ta sẽ được là 8075. Bây giờ chúng ta lấy 8075, chúng ta chia cho 5, 5 màu một nhóm. Và chúng ta thấy nó chia hết, nên là cái chữ T đó nó sẽ là cái màu cuối cùng trong mỗi nhóm. Vậy thì nó là màu cam. Bài toán được giải quyết xong. Bây giờ chúng ta có bài số 5. Vào lúc 8:05 thì đồng hồ hiển thị là 08:05. Và lúc 8:19 nó sẽ hiển thị là 8:19 buổi tối thì nó hiển thị là 20:19. Tức là cái đồng hồ này là theo cái format là 24 tiếng. Đúng không nào? Bây giờ trên mặt đồng hồ hiển thị 21:09, hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu? Chúng ta chú ý cái từ ít nhất này. Thì mặt đồng hồ hiển thị lại đủ 4 chữ số 2019. Thầy có nhá, 2109. Vậy tiếp theo sau 21:09 chúng ta sẽ thấy là 22:00 thì không được đúng không? 23:00, 24:00 thì nó là sang ngày không tính, sang ngày mới. Vậy chúng ta sẽ có là 01:29. Bây giờ chúng ta chú ý, người ta hỏi bao nhiêu phút. Vậy chúng ta có 21:09 tính đến 01:29, 21:09, 22:09, 23:09, 01:09 và thêm 20 phút. Như vậy chúng ta có là từ 21:09 cho đến 01:29 là chúng ta 21 này, 22 này là 1 tiếng này, 23 là 2 tiếng này, và đến 00:00 là 3 tiếng, đến 01:00 là 4 tiếng. 4 tiếng, mỗi 1 tiếng 60 phút, rồi sau đó chúng ta cộng thêm 20 phút nữa, chúng ta sẽ được là 260 phút. Bài toán giải quyết xong. Tiếp theo chúng ta có bài số 6. Bài số 6 là một bài rất dễ. Trong cái dãy phân số này có bao nhiêu phân số lớn hơn 1? Để xác định phân số lớn 1 thì chúng ta thấy là tử số phải lớn hơn mẫu số. Chúng ta phân biệt này, phân tích này, tổng tử số và mẫu số luôn luôn là 2020. Vậy thì cái phân số đầu tiên ở trong cái dãy này mà lớn hơn 1 ấy, nó sẽ phải là cái phân số đầu giữa này. 2020 chia đôi thì được 1010. Vậy cái phân số đó chúng ta thấy là tử lẻ, nên là chúng ta sẽ có là 1011 trên 1009. Và cái tử này tăng cho đến 2019. Số lượng các phân số đó sẽ là 2019 trừ 1011 chia 2 cộng 1, và chúng ta sẽ được là 505 phân số. Bài toán để giải quyết xong. Tiếp theo thầy có bài số mấy đây? Bài số 7. Đề bài cho chúng ta như sau. Cho hình dưới đây này, A, B, C, D. A, B, C, D. A, H, I, Z. A, H, I, Z. Và A, E, G, F. A, E, G, F đều là các hình vuông. H là trung điểm của đoạn thẳng BE. Độ dài các cạnh của hình vuông nói trên theo đơn vị cm đều là các số tự nhiên. Tức là ba cái hình vuông này đều là các số tự nhiên. Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB. Biết diện tích phần được tô bằng 19, tức là cái phần trắng trắng mà các em nhìn thấy trên bảng này sẽ là 19. Bây giờ thầy sẽ phân tích, các em chú ý nhá. Ở đây đoạn FG này sẽ bằng đoạn EH. Vậy thầy giả sử đoạn này là A thì đoạn này cũng là gì? A. Vậy thầy giả sử EG này là B, thầy nối vào đây, thầy sẽ được đây là một cái hình vuông có cạnh là A. Chúng ta thấy là thầy vẽ một cái cạnh, vẽ một cái hình vuông ở đây, thì lúc đó là cái diện tích này nó bằng A nhân A. Thế còn diện tích hai cái hình chữ nhật còn lại nó là A nhân B, dưới này là A nhân B. Còn thầy sẽ có cái biểu thức sau. Và chúng ta cho cái này bằng bao nhiêu các em? Chúng ta cho cái này bằng 19.
Lưu ý rằng ở đây AB đều là các số tự nhiên tính theo đơn vị cm. Khi đó cái phần này là chẵn. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra A lẻ. A lẻ chúng ta cho A bằng 1 đi. Chúng ta hãy thử chọn A bằng 1. 1 x 1 như vậy phần còn lại là 18. 18 chia cho 2 chúng ta được B bằng 9. Thế còn A bằng 3 thì sao? A bằng 3 nhá, phải có 9. 19 trừ đi 9 còn 10. 10 không chia hết được cho 3 nên là không tìm được B. Vậy thì chúng ta thấy là A bằng 5 thì hỏng luôn rồi. A bằng 5, 5 x 5 là 19 rồi, không được. Từ đó chúng ta tính được cạnh AE, EG, GF, FA này là bằng 9. Bây giờ thì bài yêu cầu tính cạnh AB. Vậy thì chúng ta có 9 cộng 1 cộng tiếp 1 nữa và chúng ta được đáp số. Đó là AB bằng 11 đơn vị là cm. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài số 8. Các em thấy bài số 8 quá dễ. Chúng ta nhìn thấy ngay là chúng ta có thể rút gọn được các phân số ở đây. Chúng ta nhìn này, cái này với cái này có thể rút đi, đúng không? Chúng ta sẽ còn lại là 1 trên 1, 0, 0, 0, 1. Còn cái này chia thì chúng ta lại được 1, 0, 0, 0, 1. Vậy hai cái phân số gần nhau này tích lại nó sẽ bằng 1. Vấn đề của chúng ta ở đây là xem là có bao nhiêu cặp như vậy. Thì chúng ta thấy là từ 2001 cho đến 2019 là có 19 cặp như vậy. Vậy thì chia đôi ra, chúng ta thấy, chia ra 2, chúng ta thấy có 9 cái cặp. Và 9 cái cặp đó tích bằng 1. Vậy chúng ta còn lại một cái phân số cuối này. Và còn lại một cái phân số cuối này, chúng ta thực hiện phép chia, chúng ta sẽ được là cái này bằng 1, 0, 0, 0, 1. Rất tiếc là nhiều bạn lại thiếu mất một chữ số 0. Thật đáng tiếc vô cùng hay là vô cùng đáng tiếc. Nhớ nhá, lúc này chúng ta chia cái bài này nó rất là dễ rồi thì chúng ta phải làm thật cẩn thận, cùng lắm là chúng ta thực hiện phép chia 2001 2001 chia cho 2001. Lấy cái này chia được 1 này, đúng không? Hết rồi, lấy 2 chia được 0, 20 chia được 0, 200 chia được 0 và thêm cái nữa. Đó, cẩn thận nhá. Bây giờ bài số 9. Bài số 9 là một bài toán về suy luận logic có bốn chú x. Bốn chú vừa ếch vừa cóc tên là MeETC cùng sinh sống trên một khu đầm nọ. Cóc thì luôn nói thật, còn ếch thì luôn nói dối. Căn cứ vào các câu nói dưới đây, em hãy cho biết trong bốn chú này có bao nhiêu chú ếch. Bây giờ chúng ta phân tích. Ở đây bạn Mi nói rằng tôi và Y thuộc hai loại khác nhau. Còn bạn Y nói là trong bốn chúng tôi có ít nhất ba đứa là ếch. Bạn T nói là C là ếch, bạn C nói T là ếch. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích hai cái câu cuối này trước. Với hai câu cuối này đọc xong chúng ta thấy nó có cái liên hệ. Bạn T thì nói về bạn C, còn bạn C nói về bạn gì? Bạn T. Bây giờ chúng ta xét trường hợp nếu T là cóc. T là cóc thì T nói đúng. T nói đúng suy ra cái câu C là x này là một câu nói đúng. Vậy suy ra C là x. C là x thì suy ra cái câu T là x là sai. Và đúng, nó sai thật. Như vậy đây là một phương án hợp lý, đúng không? Một trong hai bạn này là bạn T này là cóc và bạn C là ếch. Và ngược lại thì tương tự, nếu bạn T nói là nếu bạn T là ếch thì suy ra cái câu nói C là ếch là sai. C là ếch là sai thì suy ra câu C này phải là cóc. C là cóc thì câu nói T là ếch là đúng, vậy cũng hợp lý. Như vậy hai bạn này chắc chắn có một bạn là ếch. Bây giờ xem tiếp hai câu trên, đúng không? Chúng ta thấy là con đường đã bắt đầu sáng sủa rồi. Xem tiếp hai câu trên thì thầy lấy này, bạn Mi nói tôi và Y thuộc hai loài khác nhau. Nếu Mi là cóc, tức là Mi nói đúng, thì Y lúc này là ếch, vậy chó có thêm một chú ếch nữa. Còn nếu Mi nói sai thì suy ra Mi sẽ là ếch. Mi là ếch thì cái câu nói tôi và Y thuộc hai loài khác nhau này là sai. Điều đó có nghĩa là Y cũng phải là gì? Là ếch. Mà Y là ếch thì cái câu này là gì? Là câu nói gì? Nói sai, đúng không? Chúng ta chú ý nhé, nếu Y là X, lúc này mình tính này, chúng ta có một trong hai bạn này là X rồi này. Và theo câu này thì nếu bạn Mi là X thì cái câu này là sai. Điều đó có nghĩa là tôi, tức là Mi ở đây, và Y là cùng loại. Vậy thì Mi là X thì Y cũng là X, vậy có ba chú X rồi. Ba chú X thì cái câu này là câu đúng, mà trong khi đó Y là X, Y nói sai. Điều này dẫn đến vô lý. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong này chỉ có hai chú ếch và hai chú cóc. Bây giờ chúng ta có bài số 10. Hà có 5 thùng hoa quả gồm hai loại cam và chanh. Đây là một bài toán rất quen thuộc. Về chia hết thôi. Số quả trong các thùng là 21, 39, 42, 49, 366.
Sau khi Hà bán đi một thùng, tổng số cam còn lại bằng 2 phần 3 số chanh. À, chúng ta chú ý này, 2 phần 3 số chanh như vậy là... thầy nghĩ là cái đề này hình như là thầy có nhầm. Để thầy xem lại, không biết là nó là 2 phần 3 hay là 1 phần 3. Để xem lại một chút nhá. Đây rồi, đề lớp 5. À, đúng, bằng 2 phần 3. Rồi bây giờ chúng ta phân tích này. 2 phần 3, và trước hết thầy tính tổng là 21 cộng 39 cộng 42 cộng 49 cộng 66. 21 cộng 39 là 60, 42 là 102, cộng với 49 là 151. 151 cộng với 66 chúng ta sẽ được là 217. Tổng cộng chúng ta có 217 quả. Và sau khi bán đi, tổng số cam còn lại bằng 2 phần 3 số chanh. Như vậy cam còn lại sẽ chiếm 2 phần. Còn số chanh còn lại sẽ chiếm mấy phần? 3 phần. Và các em nhớ cho thầy, tổng cộng này sẽ là 5 phần chia hết cho 5. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi một cái lỗ nào đấy để cái phần còn lại chia hết cho 5. Thì chúng ta thấy là đang là 7. Vậy thì phải bỏ đi một cái tận cùng là 7 hoặc một cái tận cùng là 2. Chúng ta bỏ đi cái 42 này. Đúng không nào? Vậy bây giờ lúc này thầy có là 217 trừ đi 42, chúng ta sẽ được kết quả là 175. Như vậy số quả còn lại là 175. Và cái mà bán đi là bán đi một thùng cam ấy là 42 thùng. Bây giờ chúng ta sẽ tính số cam còn lại. 175 chia 5 chúng ta sẽ được là 35. 35 chúng ta nhân 2 chúng ta được 70. Và 70 lúc này chúng ta sẽ có là 70 cộng với 42. Chúng ta được là 102 quả. Bài toán được giải quyết xong. Đúng không ạ? Các em có thể kiểm tra lại đáp số một chút. Chúng ta thấy đây là một cái bài toán liên quan đến gì nhỉ? Liên quan đến thầy xin lỗi, chỗ này phải là 112, thế nào mà lại cộng nhầm. Đây là một bài toán liên quan đến chia hết thôi. Chúng ta phải chú ý cái thông tin là cam bằng 2 phần 3 số chanh này, rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11. Một quầy hàng bán bút có chương trình khuyến mại mua 4 tặng 1, mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1.000 đồng. Hỏi để mua đúng 38 cái bút ở quầy hàng đó thì cần ít nhất bao nhiêu tiền? Biết rằng mỗi cây bút giá 2.000. Chúng ta phân tích, mua 4 để tặng 1, ở đây là mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1.000 đồng. Như vậy cái phương án mua 6 tặng 2 có lợi hơn. Thế thì bây giờ chúng ta để ý nhá, nếu như muốn mua 6 cái là mất 12.000. Được tặng 2 cái như vậy được 8 cái. Và được tặng 1.000 như vậy chúng ta thấy là bỏ ra 11.000. Chúng ta sẽ được 8 cái. Thế thì bây giờ chúng ta có 38 chia cho 8 chúng ta được 4. Và cộng với 84, 32 cộng với 6. Chúng ta mua 4 lần là mua 6 cái, gấp lên 6 đây. Thì chúng ta sẽ mất là 44.000. Đúng không? 11.000 một lần như thế, chúng ta nhân lên 4, chúng ta sẽ mất 44 cái. Còn bây giờ cái 6 cái này xử lý kiểu gì? 6 cái này thì chúng ta không nên mua 6 tặng 2 thì nó lại thừa. Và lúc đấy lại mất là tận 11.000 cơ. Đúng không? Nên là lúc này thầy sẽ 6 cái này thầy sẽ mua 4 để được tặng 1. Và lúc này thầy chỉ mất 8.000 thôi. Và lúc này thầy được 5 cái rồi, thiếu 1 cái nữa, thầy mua thêm 1 cái nữa thì mất 2.000 nữa. Và tổng cộng chúng ta sẽ mất 44 cộng 8 cộng 2, chúng ta mất 54.000. Bài toán được giải quyết xong. Bây giờ chúng ta có bài số 12. Bài số 12 đề bài như sau. Đó là gì nhỉ? Có 4 tấm đề cam 1, 2, 3, 4 như hình dưới đây. Đây. Đề này nó cũng tương tự đề số đề của lớp 4. Hà dán đề can 3 lên 4 sao cho vị trí x và y nó trùng khít. 1 lên 2, 2 lên 3, 3 lên 4 nó trùng khít. Và câu hỏi ra là các tấm đề can 1, 2, 3 che khuất bao nhiêu số 4 của tấm đề can 4. Bây giờ thầy dán x ở đây, y ở đây. Vậy thì x này, y này. Đúng không? Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ phải nới ra là đây là 33, chúng ta phải nới ra thêm cái phần dưới này. Đúng không? Và các số này đã trở thành các số 3 hết rồi. Cái hình này, x đây, y đây, thì cái phần trên này, đây, đúng không? Phần này cũng bị che hết.
bốn cái số này bị che hết, bốn những cái số này bị che hết bởi các số 3 hoặc là xy rồi. Bây giờ các số 2, các số 2 y ở đây thì chúng ta phải vẽ thêm ra ngoài này. Đây. Đúng chưa? Lúc này các số này là số 2 hết. Đây nhá, 2 xy vẫn giữ nguyên. Và các số 1 thì nó ở đây. Như vậy chúng ta thấy là chỉ còn lại là đây, ba cái số 4 này không bị che. Và số lượng các số 4 bị che đó là 1 2 3 4 5 6 7. Đáp án bài toán này là 7. Rất dễ. Bây giờ bài số 13. Câu hỏi đặt ra là dùng 4 chữ số 0 1 2 9 có thể lập được bao nhiêu số nhỏ hơn 2019 chia hết cho 3 mà trong mỗi số đó mỗi chữ số chỉ có đúng một lần. Đây là một bài toán cũng giống với lớp 4. Trước hết chúng ta phân tích là mỗi chữ số chỉ có mặt tối đa một lần. Như vậy là có thể xuất hiện hoặc có thể không xuất hiện. Bây giờ thầy xét cái chữ số có một chữ số thì chúng ta có số 0 và số 9. Các số có hai chữ số thì sẽ có là 12, 21 và 9 gì? 90. Các số có ba chữ số chúng ta có thể lấy cái bộ số 0, 1, 2 và chúng ta sẽ lập được 4 số. Cái này rất dễ. 2 x 2 x 1 chính là bài toán lập số mà thôi. Sau đó các số có 3 chữ số 1, 2, 9 chúng ta sẽ có bằng 3 x 2 x 1 bằng 6 số. Tại sao thế? Chúng ta thấy là ba cái số này lập thành số có 3 chữ số thì hàng trăm có 3 cách chọn, hàng chục có 2 cách chọn và hàng đơn vị có gì? Có 1 cách chọn. 3 x 2 x 1. Bây giờ xét các số có 4 chữ số. Số có 4 chữ số thì chúng ta thấy là đây là chỉ có 2 bộ này chia cho 3 nhé. Số 4 chữ số thì bắt đầu nó phải là chữ số mấy? 1 ABC. Trong đó ABC chúng ta sẽ lấy từ 0 2 9. Tổng các chữ số bằng 12 nó chia cho 3 rồi. Vậy ABC lúc này sẽ có 3 x 2 x 1 và chúng ta được 6. Tổng cộng lại các bạn sẽ được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta sẽ thấy kết quả sẽ là 21. Đúng không nào? 6 cộng 6 cộng 4 cộng 3 cộng 2 kết quả là 21. Xong nhá. Bài số 14. Đây là một bài toán đề có vẻ khó, rất dài. Cho hình vuông ABCD có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Để vẽ hình vuông A, B, C, D. Ba bạn Kiến, Andy, Bobby và David ABD bò theo các cạnh của hình vuông. Andy bò từ A đến B rồi đến C, A đến B rồi đến C, vận tốc 4.5 cm/s. Bobby bò từ B đến C rồi đến D với vận tốc 2 cm/s. David bò từ D đến C rồi đến B với vận tốc là 3 cm/s. Hỏi Bobby và David gặp nhau lần đầu tiên thì Andy cách hai bạn đó bao nhiêu cm? Bây giờ chúng ta phân tích nhá. Ở đây chúng ta có bạn Andy bò từ A cho đến B rồi đến C. Như vậy bạn này vận tốc là 4.5 cm/s. Bạn B bò từ B cho đến C rồi đến D vận tốc là 2 cm/s. Thế còn bạn gì nhỉ? Còn lại một bạn nữa, đó là bạn David thì lại bò từ D đến C rồi đến B với vận tốc là 3 cm/s. Chúng ta chú ý cạnh của hình vuông là 20. Bây giờ thầy sẽ phân tích. Đoạn này là 20, đoạn này là 20, vậy thực ra hai bạn B và D này cách nhau là 40. Tổng vận tốc của hai bạn là 2 cộng với 3. Và chúng ta thấy là thời gian hai bạn này gặp nhau là 8 giây. Được chưa? 8 giây. Và chúng ta thấy là sau 8 giây thì cái bạn này, bạn ấy đã đi được 8 x 2 là 16, bạn ấy đến đây. Giả sử đến điểm E và đoạn này là 16 cm. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tính cái điểm E này cách cái vị trí của bạn A là bao nhiêu. Chúng ta thấy là sau 8 giây thì bạn này sẽ đi được 4,5 x 8 và bằng 36 cm. Và 36 này thì nó đúng bằng 20 cộng với 16, tức là bằng cái đoạn này cộng với đoạn này. Ồ, rất thú vị, như vậy ba bạn này gặp nhau cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là vị trí của bạn Andy này cách vị trí hai bạn kia là 0 cm. Rất thú vị. Tiếp theo chúng ta có bài 15, bài cuối cùng. Rất hay là năm nay đề thi họ chỉ cho có 15 câu thôi. Và thầy thấy là đề thi năm nay so với năm ngoái không khó hơn, vừa phải, đúng không? Có bao nhiêu số TS, trong đó T, H, S sao cho các chữ số này
M, I, H khác nhau và khác TS, tức là chúng ta có tất cả các chữ cái này đều khác nhau. H, T, H. Để kết quả này là một số có hai chữ số. Các em lưu ý ở đây chúng ta thấy là một số có 4 chữ số, trừ đi một số có 3 chữ số. Số có 4 chữ số này ít nhất nó là 1.000 đi. Thì anh này là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta thấy là anh này không thể là 2.000 được. 2.000 trừ đi 900 bao nhiêu đó thì nó vẫn là số có 3 chữ số rồi. Không được, thậm chí nó là số 4 chữ số cơ. Đây là M phải bằng 1. Tại phân tích tiếp, nếu Y bằng 2 thì Y phải khác M nhé. Nếu Y bằng 2 thì 1, 2 bao nhiêu đó trừ đi 900 bao nhiêu đó thì không thể nào còn số có 2 chữ số. Vậy Y phải bằng 0. Và lúc này chúng ta lại xét số H. H bằng 8 thì cùng lắm anh này là 1.000 trừ đi 899 đi, thì nó vẫn là số có 3 chữ số. Không được. Vậy H bằng 9. Bây giờ chúng ta có là đây, 9. Đây là T, S. Chúng ta có cái này. Như thế này thì chắc chắn kết quả của chúng ta sẽ là số có 2 chữ số. S trừ 9 bằng bao nhiêu đó không biết. T trừ đi chỗ này kiểu gì cũng có nhớ. S phải khác 9 nên là S bằng 8, 7, 6, 5 gì đó thì trừ cái này bao giờ nó cũng bằng một số và nó nhớ một sang đây. Thì T trừ đi T cộng 1 thì luôn luôn còn cái kết quả này luôn luôn là gì? 9. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta phân tích nhá. Nếu S bằng 2 thì chúng ta sẽ thấy T có thể bằng từ 3 cho đến 8 là chúng ta có 6 giá trị. Còn nếu S bằng 3 thì T của chúng ta bằng 2 gì nhỉ? 4 vân vân cho đến 8. Tương tự như vậy cho đến S bằng 8. Các em sẽ thấy là S và T lúc này chỉ có thể lựa chọn ra từ cái 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7, 8. Tức là từ 2 đến 8 là có 7 số. Chúng ta chọn S thì có 7 cách, sau đó chọn S, à chọn T có 6 cách. Và kết quả chỗ này chúng ta sẽ có là 7 x 6 bằng 42 số. Đáp án bài toán này là 42 số. Như vậy thầy đã chữa xong. Rất nhiều bạn trong khi thi chúng ta làm thừa thời gian nhưng mà chúng ta lại không dành thời gian kiểm tra lại bài. Chúng ta nộp sớm, về sớm và do đó chúng ta mất điểm một số câu. Rất là đáng tiếc. Một trong những cái kỹ năng làm bài khi thi thi đó là các em phải tận dụng tối đa cái thời gian mà người ta cho. Chúng ta phải tận dụng thời gian người ta cho để chúng ta có thể khai thác cái thời gian đó, chúng ta làm được nhiều bài nhất có thể, làm chính xác nhất các bài mà chúng ta có thể làm để chúng ta có thể đạt điểm cao nhất. Bây giờ các em có thể xem lại những cái bài thầy hướng dẫn, đồng thời chúng ta hãy theo dõi, ấn vào nút subscribe hoặc là ấn vào cái chuông để theo dõi kênh YouTube của thầy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở nhiều những cái bài giảng tiếp theo để phục vụ các bạn ôn thi. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.